Đó, lời anh em. Anh em thấy ở trên bàn thì đây là một đôi giày có tên của tôi. Cũng phải chia sẻ với anh em là hôm trước ông Dũng có post, đó là có một bạn fan, bạn ấy mở một cái cửa hàng custom giày. Thì các bạn ấy có tặng cho ba đứa bọn tôi mỗi đứa một cái đôi giày Air Force One của Nike. Những cái đôi giày này thì đôi nó cũng khá cổ rồi, cũng có từ rất lâu rồi, nhưng mà nó cũng gần như là một cái tượng đài của Nike. Thì các bạn ấy đã tặng cho mỗi người bọn tôi một cái đôi giày, và mỗi đôi này có điểm đặc biệt đó là lại custom theo một cái phong cách riêng của mỗi người bọn tôi ở trong đó. Thì hôm nay tôi mang cái đôi giày này về và tôi sẽ thử quay video mở hộp cho anh em xem cụ thể cái đôi giày này nó có cái gì đặc biệt. Thực ra tôi thì cũng không phải là một dân chơi giày cho nên là cũng chả biết nó có cái gì thú vị ở trên cái Air Force One này đâu. Đấy, mở ra nha. Đây, anh em thấy đôi giày này các bạn custom bằng màu acrylic, một cái loại màu khá là chuyên dùng cho custom, nó khá bền và bóng, nó có thể tô được lên da nha. Ở đây thì các bạn đi vẽ cái tên nickname của tôi ở đây. Màu phụ chính là màu xanh. Cái đôi này gốc của nó là cái đôi all white, tức là toàn bộ thân nó là màu trắng. Chắc là có mỗi cái lưỡi gà này là đen thôi. Hoặc là lưỡi gà này cũng là các bạn custom thì cũng không biết. Nói chung là đây là hình như là đôi all white, tôi nghĩ là đôi all white. Sau đấy các bạn mất công lại tô đen hết cái phần này tô xanh cả cái giày hơi tốn mực nha. Sau đấy là vẽ một số cái họa tiết lên trên này. Nhìn sơ qua thì nó cảm giác như là họa tiết máy móc gì đó, bánh răng mạch điện gì đấy, cũng khá là phù hợp. Ở trên cái phần màu xanh này nhìn kỹ vào chúng ta sẽ thấy là nó có những cái đường kẻ lai. Cái lai này giống như là chúng ta tô Gundam ấy, Gundam chúng ta vẽ thêm lai để cho cái sản phẩm nó cảm giác như là nó máy móc một chút, nó cứng cáp và nó rất là mechanic nha. Đấy. Phía bên này có cái gì? Cũng thế là những cái đường kẻ lai trông cảm giác máy móc. Rồi, con giày này thì có cái chữ PAVZZ. Đấy, bên này thì lại có chữ Nexen. dù là hơi bị mờ tí. Thực ra thì cái chữ này tôi cũng phải hơi chê một chút là các bạn ý viết nó không thành phông chữ rõ ràng nên trông cảm giác nó hơi nguệch ngoạc giống như là chúng ta vẽ tay lên vậy. À, được rồi, ok. Nhưng mà dù sao thì về tổng thể thì nó vẫn là rất đẹp nha. Là cái đôi Air Force One này thì nó có một cái đặc điểm, anh em có nhìn thấy chữ E ở đây không? Đây E này thì là cái đế được đúc nổi của Nike sẵn rồi chứ không phải các bạn custom gì đâu. Có thể là các bạn chỉ tô chữ E này thôi. Xem phải tô không? Đúng rồi, hình như chữ E này các bạn tô lên, còn gốc của nó là màu trắng sao ạ. Đó, thì cái đôi này nó sở dĩ nó trở thành tượng đài của Nike bởi vì là cái công nghệ những cái giày mà có cái đế E này này thì ở trong nó có một cái gói gói như kiểu cái bóng bong bóng khí ấy, nó làm cho chúng ta đi ở phía trong này nó êm hơn nha, khi chúng ta chạy nó êm hơn. Cái phản lực từ mặt đường nó phản lên chân nó giảm bớt đi do có cái đệm khí ở đây. Đấy. Giày đệm khí rất là bố đời. Đấy. Đấy. Thế đôi này thế thôi. Thì cái đây chờ tôi tí. À, thì đôi giày này được custom bởi một nhóm custom từng làm việc tại TTG Shop nhá. Thì đây đây chính là cái thư ngỏ của các bạn ấy. Đấy, thì cái chỗ custom giày này có tên là Luber, Luber, Lubler, có Instagram Luber Custom, YouTube Luber và Facebook là Luber Custom 03 đấy. Anh em mà nếu mà có nhu cầu cần custom những cái đôi giày bố đời như thế này thì có thể liên hệ nha. Thì tôi sẽ dùng cái đôi này để đi hàng ngày. Nó đặc biệt là phù hợp với cái màu quần xanh của tôi. chuẩn cỡ luôn, đi rất là ngon nha. Đi thử cái xem nào.
chuẩn. Đấy, em nhìn phải phối màu với cả cái quần của tôi chuẩn chưa? Đấy, quá chuẩn chỉ luôn. Đấy, ok. Chương trình review giày custom đến đây là kết thúc. Cũng vừa kịp lúc tôi nhận được đôi giày này, đó là cái đôi giày cũ của tôi nó bong bớ cái đế rồi. Chưa kịp dán thì có ngay đôi giày mới thôi, đi thôi. Rất cảm ơn anh em cái gì Quang Linh nhá. Sắc Linh ngày xưa làm ở shop tôi. Có tư tưởng là đầu tư rất là nhiều thứ rồi. Đấy, và đây là một sản phẩm đầu tiên của Sắc Linh nhá. Okay. Nhân viên TTG shop tôi toàn sắc mà. Có bọn tôi là nhân viên thôi nhá. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye.